chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải những bài tập tiếp theo trong sách bài tập tiếng Anh lớp 6 English Discovery 6 từ trang 64 đến trang 67 nha. Đầu tiên là bài tập ở trang 64, bài tập về ngữ pháp thì quá khứ đơn. Bài tập số 1, chúng ta hoàn thành đoạn hội thoại với các cụm từ gợi ý bên dưới. Câu số 1 là It rained every day when we were on holiday. Trời mưa hàng ngày khi chúng tôi đi nghỉ. Seriously? Every day? Nghiêm túc thiệt á hả? Hàng ngày ư? Yes, it started the moment we've got off the plane and it didn't stop. Đúng rồi, nó bắt đầu ngay từ khi chúng tôi vừa xuống máy bay và không ngừng dừng lại. Did you stay in the hotel room all week? Bạn đã ở trong phòng khách sạn cả tuần hả? Of course not. We went swimming in the rain. It was fun. Tất nhiên là không rồi. Chúng tôi đã đi bơi trong mưa luôn. Thật là vui. Ở bài tập 2, chúng ta sẽ viết những câu sau đây thành dạng câu hỏi ha. Ta thấy tất cả các câu này đều ở thì quá khứ, cho nên chúng ta sẽ mượn trợ động từ did ở đầu câu nha các em. Câu số 1 ví dụ ha. Did he live in Scotland when he was young? Có phải anh ấy sống ở Scotland khi còn nhỏ hay không? Ta nhớ là đã mượn did rồi thì động từ live bỏ ed đi, đưa về động từ nguyên mẫu. Tương tự như vậy, câu số 2. Did all the students pass the test? Có phải tất cả học sinh đều vượt qua bài kiểm tra không? Câu số 3. Did Maria find her essay? Maria có tìm thấy bài luận của mình không? Câu số 4. Did they make a lot of noise last night? Họ có gây ồn ào vào đêm hôm qua không? Câu số 5 là Did Mick wake his parents up when he got home? Mick có đánh thức bố mẹ anh ấy khi anh ấy về đến nhà không? Câu số 6 là Did Chris and Sandy buy a new computer at the weekend? Chris và Sandy có mua máy tính mới vào cuối tuần không? Và câu số 7 là Did Gary lose his smartphone at the concert? Gary có bị mất điện thoại thông minh tại buổi hòa nhạc hay không? Ở bài tập 3, chúng ta sẽ viết câu trả lời ngắn cho các câu hỏi trong bài tập số 2. Câu số 1 người ta làm mẫu, đánh dấu tích là trả lời yes và đánh dấu chéo là trả lời no. Còn tùy chủ ngữ ở số ít hay số nhiều và nam hay nữ thì ta dùng những chủ ngữ cho phù hợp hơn các em. Bài tập số 4, chúng ta đọc câu trả lời rồi viết câu hỏi về các phần in đậm. Ví dụ câu số 1, nó đậm phần at midnight là vào nửa đêm, thì ta sẽ dùng từ để hỏi ở đây là when. Và ta có câu when did the party finish? Khi nào thì buổi tiệc kết thúc? Tương tự như vậy, câu số 2, ta sẽ đặt câu hỏi là what did Sarah do after school yesterday? Ngày hôm qua, Sarah đã làm gì sau giờ học? Câu số 3 là when did they build this house? Họ đã xây ngôi nhà này khi nào? Câu số 4 là where did you live in 2015? Bạn đã sống ở đâu vào năm 2015? Câu số 5, who did you email this morning? Bạn đã gửi email cho ai vào sáng nay? Và câu số 6 là what did Shannon watch on TV last night? Shanna đã xem gì trên TV vào tối qua? Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ điền vào đoạn hội thoại bên dưới với thì quá khứ đơn của các cái động từ gợi ý trong ngoặc. Chào bạn, bạn là sinh viên mới ở đây hả? Ồ đúng rồi, tôi là người rất mới. Bạn bắt đầu học từ khi nào? Bài học đầu tiên của tôi là 3 ngày trước. Chúng tôi chuyển đến đây từ nước Pháp. Bạn chuyển đi khi nào? Vào tháng trước, nó rất khác ở đây. Đúng rồi, bạn có phải là người Pháp không? Bạn không có giọng Pháp. Ồ, bố tôi có một công việc ở Pháp. Thật hả, ông ấy đã làm gì ở đó? Ông ấy dạy tiếng Anh tại trường đại học. Ồ, thú vị quá, bạn có thích nước Pháp không? Có chứ, chúng tôi đã ở Paris, đó là một thành phố rất tuyệt vời. Chúng tôi đến đó vào kỳ nghỉ, nó đẹp lắm. Bạn có thưởng thức những món ăn không? Tôi rất thích, vậy bạn đã sống ở đâu ở Paris? Nó có gần tháp Eiffel không? Ồ, xin lỗi, tôi đã đặt quá nhiều câu hỏi. Không sao. Chuyển sang phần 7.5 ở trang 65. Bài tập 1 là nối tranh với các từ tương ứng. Tranh số 1 đó là game console, điều khiển trò chơi. Số 2 đó là ringtone, là nhạc chuông. Số 3 là không có từ nha các em. Số 4 là tracks, là những bài hát.
Hình E là CD, đĩa CD. Hình F đó là MP3 player, là máy nghe nhạc. Tiếp theo là earphones, là tai nghe. Bài tập 2, nối các ý với các từ trong bài tập 1. Câu số 1 là tôi có một cái mới, nó rất ồn và mọi người trên tàu đều nhìn tôi khi nó bắt đầu vào sáng nay. Đó là ringtone, là nhạc chuông. Câu số 2, Nathan luôn sử dụng nó, đầu và ngón tay của nó đau nhưng nó vẫn tiếp tục, thì đó là game console, là cái máy chơi game. Câu số 3 là có 16 trong album mới của anh ấy, nhưng tôi yêu thích nhất đó là cái cuối cùng, nó thật tuyệt, đó là bài hát Jack. Câu số 4 là bố tôi có hàng trăm thứ này, chủ yếu là nhạc của những năm 80 và 90, thì đó là đĩa CD. Câu số 5 là trong phòng ngủ của tôi không mang theo, nhưng khi ra ngoài thì tôi mang theo chúng thường xuyên, thì đó là earphones, tai nghe. Câu số 6 là tôi không có cái thứ gì cả, bây giờ tôi xem tất cả phim trực tuyến đó luôn, thì đó là DVD. Câu 7 là thứ giúp cho bạn nghe nhạc nhiều hơn trên điện thoại và nó nhỏ nên bạn có thể bỏ vào túi, thì đó là MP3 player. Track 7.1. Listen to an interview. Match the speakers 1 to 4 with the questions they are answering, A to H. 1. Beth. Eva was a really pretty girl in my class at primary school. Everyone wanted to be her friend, but she chose me to be her best friend. I was so happy. But then I got better marks than her in some tests, and she chose another best friend. We weren't really good friends. She liked sports, and I liked books. 2. Becky. Yes, best friends at 5 years old and best friends today. We liked different singers and bands then and today. Gwen was a big pop fan. She loved Mika. But I preferred rock, like my dad's old Queen tracks. Oh, it was terrible. Gwen played Mika tracks again and again. 3. Charlie. Ben's family had the house next to ours when we were in Manchester. We were always together. We looked like brothers. We had the same red t-shirts and caps, the same trainers. We were really good friends. 4. Lisa. We both really liked boys' things, not girls. So we didn't play with dolls, but we had lots of small cars, and we spent a lot of time racing them round the bedroom. My young brother had a small garage. He never played with it because we did. One thing I remember was Tina's mum always made us cheese sandwiches. Tina loved cheese, but I hated it. But I didn't tell her. I always put the cheese in my pocket. Track 7.2. Listen again. Choose the correct option. 1. Beth. Eva was a really pretty girl in my class at primary school. Everyone wanted to be her friend. But she chose me to be her best friend. I was so happy. But then I got better marks than her in some tests, and she chose another best friend. We weren't really good friends. She liked sports, and I liked books. 2. Becky. Yes, best friends at 5 years old and best friends today. We liked different singers and bands then and today. Gwen was a big pop fan. She loved Mika. But I preferred rock, like my dad's old Queen tracks. Oh, it was terrible. Gwen played Mika tracks again and again. 3. Charlie. Ben's family had the house next to ours when we were in Manchester. We were always together. We looked like brothers. We had the same red t-shirts and caps, the same trainers. We were really good friends.
4. Lisa. We both really liked boys' things, not girls. So we didn't play with dolls, but we had lots of small cars, and we spent a lot of time racing them round the bedroom. My young brother had a small garage. He never played with it because we did. One thing I remember was Tina's mum always made us cheese sandwiches. Tina loved cheese, but I hated it. But I didn't tell her. I always put the cheese in my pocket. Chuyển sang trang 66, bài tập phần 7.6. Bài 1 là chọn đáp án đúng. Câu số 1, that's not fair, thật là không công bằng. Câu số 2, it was a pain in the neck, thật là một điều phiền toái. Bài tập 2, nối các câu A, B với các cụm từ 1, 2 trong bài tập số 1. Câu số 1 là chúng tôi đến trước nhưng những người ở bàn đó đã có thức ăn trước chúng tôi. Điều đó thật là không công bằng. Câu A đi với câu 1. Câu B là cửa hàng gần nhà của chúng tôi đã đóng cửa. Vì vậy tôi đạp xe vào thị trấn để đến siêu thị. Thật là một điều phiền toái. Câu B đi với câu 2. Bài tập 3, sắp xếp các từ để tạo thành các cụm từ đồng ý hoặc không đồng ý. Ví dụ câu số 1, yes, I agree. Vâng, tôi đồng ý. Câu số 2, I think so too. Tôi cũng nghĩ vậy. Câu số 3, sorry, but I don't agree. Xin lỗi nhưng tôi không đồng ý. Câu số 4, I'm not sure. Tôi không chắc lắm. Câu số 5, I don't agree. Tôi không đồng ý. Câu số 6, that's right. Đúng vậy. Câu số 7, maybe you're right. Có lẽ bạn nói đúng. Câu số 8, sorry, but I disagree. Xin lỗi nhưng tôi không đồng ý. Và câu cuối cùng, perhaps that's true. Có lẽ điều đó đúng. Ở bài tập 4, chúng ta sẽ hoàn thành các đoạn hội thoại với một hoặc hai từ và mỗi chỗ trống. Đoạn A, mình nghĩ là câu trả lời đúng là câu D. Xin lỗi nhưng tôi không đồng ý. Ở đoạn số 2, chiếc túi màu xanh đó là món quà hoàn hảo cho Jen. Có lẽ bạn đúng, nhưng mà tôi thích màu đỏ hơn. Đoạn 3, tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau trước rạp chiếu phim. Tôi cũng nghĩ vậy. Câu số 4, chúng ta có thể bắt được xe buýt, nó dừng ngay bên ngoài nhà của Diana. Ờ, bạn nói đúng. Câu số 5, đồ ăn chay rất tốt cho sức khỏe. Có lẽ điều đó đúng, nhưng đôi khi nó rất chán. Câu số 6, Cathy là học sinh giỏi toán nhất trường. Tôi không chắc nữa, Benji Sanders cũng thật sự rất tốt. Câu cuối cùng, bài hát hay nhất trong album mới đó là Clouds. Xin lỗi nhưng tôi không đồng ý, tôi nghĩ đó là She's in the Bus. Bài tập số 5 là hoàn thành đoạn hội thoại với các câu A đến E. Đây là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Tôi cũng nghĩ vậy. Thật ngạc nhiên, tôi rất vui vì chúng ta đã đến đây. Nhưng hôm nay trời nóng quá. Trời nóng để ngồi trên bãi biển, nó không tốt cho chúng ta. Đó là sự thật, nhưng tôi vẫn thích tắm nắng. Nhưng chúng ta đã ở trên bãi biển ngày hôm qua và ngày hôm trước nữa. Hôm nay chúng ta hãy đi vào thị trấn. Tôi không chắc, để tôi suy nghĩ đã. Không, tôi muốn thư giãn. Chúng ta có thể thư giãn vào ngày mai. Chúng ta có thể đi mua sắm hoặc thăm viện bảo tàng. Đó là cách tốt để dành một buổi chiều. Xin lỗi nhưng tôi không đồng ý. Đó không phải là một ý kiến hay. Chúng ta sẽ đi mua sắm và thăm các viện bảo tàng khi về nhà. Ồ đúng vậy, tôi đồng ý với bạn. Nhưng đây là một đất nước mới, một thị trấn mới và một bảo tàng mới. Đi nào. Chuyển sang bài tập ở trang 67, bài 1 là đọc email và đánh dấu vào những thứ mà Claire có viết trong thư. Thứ nhất là nói về một bữa tiệc. Thứ hai, đó là một kỳ nghỉ ngắn. Thứ ba, đó là những cái hoạt động trong kỳ nghỉ. Và thứ tư là một con thú cưng. Chào Mason, bạn khỏe không? Bữa tiệc sinh nhật của bạn diễn ra ổn chứ? Xin lỗi tôi đã đi vắng. Cuối tuần chúng tôi ở với dì và các anh chị em họ ở Scotland. Họ có một ngôi nhà tuyệt vời bên hồ. Vào thứ bảy chúng tôi đi dạo với những chú chó của họ. Sau đó vào chủ nhật chúng tôi đi thăm một phòng trưng bày nghệ thuật với nhiều ảnh cũ của Scotland. Nó rất là thú vị. Hãy đoán xem, tôi có một chú chó mới. Khi chúng tôi về đến nhà tối qua, bố tôi đã đưa đến nhà một người bạn của ổng. Con chó của họ có chó con và đã cho tôi một con, cậu ấy rất dễ thương. Hẹn sớm gặp lại, yêu bạn nhiều, Claire. Ở bài 3, chúng ta viết các cụm từ dưới đây vào đúng mục của nó. Thứ nhất, greeting là lời chào. Thì ta có hi Katia, chào Katia. Thứ hai là ask for news, là hỏi thăm tin tức. Thì ta có how are you, bạn có khỏe không? Did your test go okay, bài kiểm tra của bạn có ổn không?
Cụm thứ ba là give your news, là đưa ra thông tin của bạn. Thì là then we went round a museum. I stayed with my friend. Sau đó chúng tôi đi một vòng quanh viện bảo tàng và tôi ở lại với bạn của tôi. Tư là give some surprising news, đưa ra một số tin đáng ngạc nhiên, ví dụ guess what, hãy đoán xem. Và cuối cùng ending là để kết thúc, ta có kisses, những nụ hôn, phone me, hãy gọi cho tôi, lots of love, yêu nhiều, love and heart you và những cái ôm, write back soon, viết lại sớm nhé và see you soon, hẹn gặp lại. Ở bài 4 là đọc nhiệm vụ bài viết và các câu hỏi bên dưới rồi ta ghi chú ra một số thông tin. Thứ nhất là bạn của bạn gần đây đã tham gia một cuộc thi. Bạn hãy viết email để hỏi về cuộc thi rồi đưa ra tin tức của riêng bạn và thêm một cái gì đó đáng ngạc nhiên hoặc thú vị. Thứ nhất là câu hỏi cuộc thi nào thì trả lời ví dụ như là singing competition, là cuộc thi hát. Thứ hai là bạn đã làm gì vào tuần trước, ví dụ là hát exam, là có một kỳ thi. Visited grandma là đi thăm bà. Went on a picnic with friends, nghĩa là đi dã ngoại với bạn bè. Rồi tin tức đáng ngạc nhiên là gì? Was given the new album of BTS, được tặng một cái album mới của ban nhạc BTS chẳng hạn. Mà tập 5 là chúng ta sẽ viết cái email của mình. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong những bài tập tiếp theo của Unit 7 từ trang 64 đến trang 67. Cô chúc các em học tập thật tốt và đừng quên đón chờ những video sau của cô nha. Chào tạm biệt mọi người!